Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thị xã Nghi Sơn sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 54 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, trang sử chói lọi, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã khai mạc và chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đến ngày 13 tháng 8, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện người mắc COVID-19. Trong đó có 5.983 người từ vùng dịch về địa phương thực hiện khai báo y tế. Có 774 người về từ ngày 18 tháng 7, 2 người đang theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã. Có 27 người đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở 1 thị xã, trạm y tế Hải Hòa cũ. 90 người về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú. Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc là 297 người với 538 mẫu, trong đó có 289 người với 523 mẫu âm tính, còn 15 người đang chờ kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Ban chỉ đạo, Tổ giám sát, Tổ tuyên truyền của thị xã và các phường xã cũng đã tiến hành kiện toàn lại và tăng cường hoạt động theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng và tổng hợp thông tin liên quan đến các đối tượng để thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị, phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cùng với các đơn vị chức năng, ngành y tế thị xã tiếp tục thực hiện giám sát điều tra, lấy mẫu các ca nghi nhiễm COVID-19 để chủ động phòng chống dịch, đồng thời rà soát bổ sung các trang thiết bị, vật tư hóa chất tại các đơn vị, đảm bảo đủ nhu cầu cho công tác phòng chống dịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp để chủ động làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, quán triệt và thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch, nắm chắc tình hình công dân các tỉnh, huyện, thị xã và công dân nước ngoài ra vào địa bàn, từ đó chủ động các phương án để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả cao nhất. Hải Châu là phường ven biển, có 7,1 km bờ chắn sóng sông Lạch Kép và có nhiều hộ dân sống ở vùng thấp ven biển. Vì vậy, công tác phòng chống lụt bão luôn được cấp ủy chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ngay từ đầu năm, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, xây dựng phương án phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật, lực lượng, phương tiện, từ phường đến thôn. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã triển khai kế hoạch lực lượng tuần tra, canh gác, hộ đê, cứu hộ, cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ như đá hộc, đá dăm, dọ thép, thép ly, bạt chống sóng để kịp thời ứng phó khi có bão lũ xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch di dời dân vùng mép nước, vùng cửa sông, vùng có nguy cơ nước biển dâng tại các thôn. Thôn Yên Châu, thôn Bắc Châu, thôn Liên Thành, thôn Liên Hải, thôn Đông Thắng, trước khi bão và áp thấp nhiệt đới đổ vào, cũng triển khai phương án kêu gọi tàu thuyền và tổ chức tốt việc sắp xếp an toàn cho tàu thuyền tại bến neo đậu tránh bão, góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có mưa bão xảy ra. Trong công tác phòng chống lụt bão này thì chúng tôi rất coi trọng về các cái công tác chuẩn bị cho các vật tư, vật liệu, thì chúng tôi đã hợp đồng đến
đến nơi, kể cả từ cát, đá, rồi kể cả bao bì, rọ tre, cọc tre, thì hiện nay là báo cáo chỉ là ở trong kho là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, kể cả bạc. Đấy, khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi có đầy đủ các cái vật tư, vật liệu để chúng tôi ứng phó kịp thời khi có vấn đề. Thì báo cáo để giảm thiểu cái tai nạn và cái tính mạng tài sản của nhân dân đến cái mức thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhờ cần cù, chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm, gia đình anh Nguyễn Hữu Bình tại thôn 1, phường Sơn Lâm đã mạnh dạn đầu tư và bước đầu thành công với mô hình nuôi chim bồ câu. Năm 2013, gia đình anh Bình đã mua một số cặp bồ câu giống về nuôi để thử nghiệm. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn chim bồ câu phát triển tốt, đồng thời tự gây giống để tăng số lượng đàn. Nhận thấy giống chim bồ câu có sức đề kháng cao, dễ nuôi, ít bệnh tật, không kén thức ăn, chất lượng thịt có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, gia đình anh đã đầu tư mua thêm con giống, cải tạo lại chuồng chăn nuôi hợp lý. Đến nay, mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình đã nhân lên hơn 1.000 con. Hàng tháng, gia đình anh xuất bán lẻ cho khách hàng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn với giá khoảng 120.000 đồng trên một đôi đối với chim bồ câu thương phẩm và khoảng 250.000 đồng trên một đôi đối với chim bồ câu giống, trừ chi phí bình quân mỗi tháng cho thu nhập hơn 10 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, gia đình anh Nguyễn Hữu Bình tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, đồng thời tìm thị trường tiêu thụ ổn định, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và đề án của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 2 năm 2019 và năm 2020, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiến hành khảo sát trong lực lượng để lựa chọn những công an có trình độ, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết, xử lý các vấn đề an ninh trật tự ở cơ sở để điều động bố trí về xã phường. Qua hai đợt điều động, theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã Nghi Sơn đã đưa 134 cán bộ công an chính quy về xã phường, trong đó có 63 trưởng phó công an. Hiệu quả từ đề án đã được khẳng định trên thực tế, đó là tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở được đảm bảo giữ vững. Các vụ việc tranh chấp, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng giảm rõ rệt. Đặc biệt, khi huyện Tĩnh Gia được công nhận thị xã Nghi Sơn và thực hiện chủ trương sáp nhập xã phường, thì vấn đề quản lý hộ khẩu hộ tịch đã được công an xã phường chính quy hỗ trợ nhân dân kịp thời, hiệu quả. Làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc, khiếu nại, khiếu kiện về đất đai của các xã phường thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong đại dịch COVID-19, lực lượng công an xã phường chính quy ngày đêm bám sát địa bàn đến từng cơ sở kinh doanh, hộ dân, vừa tuyên truyền về dịch bệnh, vừa nắm tình hình để xử lý và tham mưu kịp thời. Đến nay, 100% xã phường của thị xã Nghi Sơn đã có công an chính quy đảm nhận các nhiệm vụ công tác phù hợp và được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng là lực lượng lá chắn thép trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Đây có thể coi là một cuộc cách mạng về mặt tổ chức theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở của Công an thị xã Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Việc bố trí công an xã phường chính quy vừa là lời giải cho bài toán khó về sắp xếp tổ chức bộ máy trong lực lượng vũ trang, đồng thời để công an được về gần dân để chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở xã phường, tiếp tục khẳng định và phát huy truyền thống người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Qua 15 năm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị số 54 CTTU của Ban Bí thư khóa 9 ngày 30 tháng 11 năm 2005 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, đã giúp nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên,
công tác phòng chống HIV/AIDS đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả. Các biện pháp can thiệp vào nhóm nguy cơ và người nhiễm HIV đã giảm thiểu tác hại và ảnh hưởng đến cộng đồng. Thị xã Nghi Sơn phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm HIV/AIDS vào năm 1998 tại xã Hải Nhân. Đến năm 2020, số xã có bệnh nhân là 30 trên 31 xã phường, chiếm 97% số địa phương có người nhiễm. Tổng số người nhiễm đến tháng 4 năm 2020 là 317 người, trong đó còn sống và quản lý được là 161 người, số tử vong là 110 người. Trước tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn, sau khi có chỉ thị 54/CTTU ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư, huyện ủy Tĩnh Gia, nay là thị ủy Nghi Sơn, đã quán triệt nghiêm chỉ thị đến các đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của huyện và các xã thị trấn. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chỉ thị được huyện tập trung chỉ đạo, được ngành y tế thực hiện thường xuyên như tổ chức các hội thi, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh và truyền thông trực tiếp để cung cấp kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho người dân thông qua các cuộc họp tại địa phương, thông qua cán bộ y tế, đồng thời tổ chức meeting, phát tờ rơi, treo băng rôn khẩu hiệu trực quan. Kết quả, sau 15 năm tổ chức thực hiện chỉ thị số 54/CTTU của Ban Bí thư, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng chống HIV/AIDS được nâng lên rõ rệt. Toàn xã hội đã tích cực tham gia công tác phòng chống, hệ thống tổ chức bộ máy phòng chống HIV/AIDS từ thị xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên. Các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục, triển khai công tác phòng chống. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân tham gia phòng chống AIDS tại cộng đồng dân cư, chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, các phong trào dựa vào sức mạnh của cộng đồng nhằm huy động toàn dân tham gia phòng chống được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nét nổi bật đó là ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống HIV/AIDS được nâng lên. Nhiều đối tượng nghiện chất ma túy, đặc biệt là số đối tượng có nguy cơ cao, đã tích cực trong việc phòng chống HIV bằng việc sử dụng thuốc methadone tại cơ sở cấp phát thuốc methadone. Năm nay tôi uống thuốc được 4 năm rồi. Từ đợt có chương trình uống methadone tới nay là được 4 năm tôi uống đều đặn 4 năm nay. Từ ngày uống methadone tới nay thì tôi thấy tác dụng của methadone có hiệu quả cho chúng tôi hơn, và công việc thì ổn định hơn, tôi đi làm đều đặn hơn. Với nghiện ngập thì so với ngày trước nghiện ngập thì phải đi kiếm tiền để chơi bời, nhưng bây giờ không có cái giai đoạn đó nữa. Tình cảm gia đình của nhà tôi thì quan tâm tôi hơn. Với những anh em bạn bè mà chơi bời như tôi thì tôi vẫn động viên đi uống methadone cho đỡ chơi bời đi nữa. Sau 4 năm uống methadone thì tôi cảm nhận thì tốt hơn rất nhiều. Trong 15 năm qua, trên địa bàn thị xã đã có nhiều mô hình tốt về công tác phòng chống HIV/AIDS. Trong đó, tại các xã phường Hải Châu, Trường Lâm, Mai Lâm, Hải Bình đã thành lập câu lạc bộ toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS do cán bộ nòng cốt tại địa phương làm thành viên, đã thành lập trung tâm điều trị methadone điều trị thay thế chất gây nghiện thường xuyên cho đối tượng nghiện trích ma túy tại trung tâm y tế, trạm y tế phường Hải Ninh và xã Tân Trường. Với chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm Trung tâm Y tế thị xã đã tổ chức tư vấn, xét nghiệm cho trên 3.000 trường hợp phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, xét nghiệm HIV tự nguyện và hơn 385 đối tượng nghiện trích ma túy và hàng nghìn người nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm. Hàng năm, Trung tâm Y tế đã thực hiện việc cấp cho đối tượng nghiện trích ma túy thông qua đồng đảng viên khoảng 200.000 đến 250.000 bơm kim tiêm sạch và 80.000 bao cao su.
Cùng với đó, việc mở rộng tiếp cận với chương trình điều trị bằng ARV đã góp phần giảm số ca tử vong do HIV/AIDS mỗi năm. Cũng nhờ chương trình điều trị đã giúp người nhiễm HIV cải thiện về sức khỏe và giảm lây nhiễm cho cộng đồng. Tôi bị bệnh năm 2017, đến tôi uống thuốc thì tôi uống điều đạn và tôi động viên những anh em cùng bị bệnh chúng tôi đi uống thuốc. Từ ngày tôi uống thuốc đến nay thì trong người tôi cảm thấy sức khỏe là đỡ đần hơn, để khỏi lây nhiễm sang vợ con cùng cộng đồng bên ngoài xã hội. Trường Lâm là một xã trọng điểm về tệ nạn ma túy và căn bệnh HIV/AIDS trên cái địa bàn thị xã Nghi Sơn. Hiện tại đến thời điểm này thì trên địa bàn xã có khoảng 140 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy và có 23 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Đảng ủy, chính quyền và ngành y tế địa phương xác định đây là một vấn đề sức khỏe cần được ưu tiên. Chính vì thế mà trong những năm qua thì Đảng ủy và chính quyền địa phương cũng đã triển khai thực hiện rất là đồng bộ, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực để tăng cường cái sự huy động của cộng đồng tham gia vào công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Thì chính quyền địa phương đã ra quyết định thành lập hai cái nhóm nòng cốt tại hai thôn trọng điểm của xã để huy động cộng đồng tham gia vào lĩnh vực này. Hai nhóm này đã ra đời từ tháng 7 năm 2018. Với những cái biện pháp triển khai đồng bộ và tích cực trên tất cả lĩnh vực thì trong những năm qua, tên lĩnh vực này đã đạt được nhiều thành quả. Thứ nhất là cái số người nghiện trên địa bàn thì được khống chế và không có tăng thêm. Thứ hai là cái tỷ lệ mà số người nghiện điều trị bằng methadone thay thế cũng đã được tăng thêm. Cái thứ ba là cái số toàn bộ 100% cái người mà có nguy cơ cao nhiễm HIV thì đến nay là có 193 đối tượng mà nguy cơ cao thì đã được xét nghiệm là tới 95% đối tượng này đã được xét nghiệm sàng lọc. Về bệnh nhân HIV thì có 23 bệnh nhân, trong đó tử vong là 7, còn lại 16 bệnh nhân thì hiện nay thực hiện 100% là điều trị bằng thuốc ARV. Công tác giám sát dịch và tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện ngày càng được đẩy mạnh. Số phụ nữ được tư vấn khi đến khám thai và xét nghiệm HIV trước khi sinh đạt gần 70%. Tuy đã được những kết quả bước đầu, nhưng Nghi Sơn hiện nay được biết đến là thị xã có khu kinh tế Nghi Sơn, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển, đang được nhà nước ưu tiên đầu tư với nhiều dự án trọng điểm quốc gia, đã và đang đi vào hoạt động, dẫn đến dân số cơ học gia tăng, tình hình xã hội có nhiều thay đổi, khí hậu khắc nghiệt, cùng với đó dịch bệnh tiềm ẩn là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội trong việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 54 của Ban Bí thư trên địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ nhóm nòng cốt, đội tình nguyện thăm hỏi động viên bệnh nhân mắc HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về phòng chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần phòng chống HIV/AIDS một cách hiệu quả. Tháng 10 của cách mạng tháng 8 năm 1945 là trang sử chói lọi, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ quân chủ phong kiến và những đêm dài nô lệ của thực dân phát xít. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện. Tình hình thế giới sau đó diễn biến mau lẹ. Đến đầu tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật nguy khốn, liên tiếp thất bại trước sự tấn công dồn dập của quân đồng minh. Nhận thấy thời cơ cách mạng đã đến, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, tại Tân Trào, Tuyên Quang,
Đảng ta triệu tập hội nghị cán bộ toàn quốc, quyết định phát động toàn dân nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bè lũ tay sai. Tiếp đó, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8, cũng tại Tân Trào, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo lời kêu gọi của Người, giờ định vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Cả nước vùng lên lật đổ bộ máy cai trị của phát xít Nhật và bè lũ tay sai. Chỉ trong vòng 15 ngày, cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Trong đó, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 thắng lợi là dấu mốc của cách mạng tháng 8. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình Hà Nội lịch sử, trước cuộc meeting của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Phát huy thắng lợi của cách mạng tháng 8, nhân dân ta ra sức xây dựng, bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức cả về chính trị và kinh tế xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết của toàn dân, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta vừa tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của dân tộc, vừa cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí cuột cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.